Dạ vâng, mến chào anh chị em. Đến hẹn lại lên. Thì hôm nay em Trường lại tiếp tục lên sóng cho nhà mình một mẫu Innova. Alo. Đợi xíu để quay clip 2010 Innova cuối 2016, đăng ký lăn bánh 2017. Xe đã qua phơm mới, công nghệ mới nhưng cả nhà. Thì cả nhà cũng đã biết rồi, cuối 2016 là xe đã qua phơm mới. Xe trang bị trên mình là hai chế độ chạy nè, chế độ eco chạy tiết kiệm nên nhiên liệu và power max tăng tốc nha cả nhà. Màu đồng anh kim, một cái màu khá là đắt tiền và hot cho quý bà con anh chị nha. Đấy, xe biển 48 143 74 đấy của một anh trai Đắk Nông, xuống đổi Fortuner bên em Trường để là em cái giá cực kỳ yêu, cho nên em để giá yêu cho cả nhà luôn, chưa đến 400 đâu nha cả nhà. Giá em nói cuối video clip nha. Màu đồng anh kim, Innova 2016, đăng ký lăn bánh 2017, phơm mới, xe lên full đồ chơi. Đấy, đèn gầm chơi quả đèn bi gầm nè, số tan màn đêm nè, thấy chưa? Xe rất là đẹp nha, đăng kiểm khá là dài, màu đồng ánh kim, full đồ chơi, option hết rồi. Đấy, xe thì bên Trường bán ra cam kết bằng văn bản, bao cho cả nhà mình là máy móc zin, máy móc là zin, ốc vàng cò chưa ra, không đâm ve, keo sùng chỉ là nguyên cả xe nha. Đấy, thấy chưa? Nguyên bản hết, dán full phim cách nhiệt, mẫu phơm dán đẹp, không bao giờ lỗi thời, bước hàng mua về là sử dụng ngay. Không phải tốn kém tiền bạc làm gì thêm nữa. Đó, em Trường quay cận cảnh cho cả nhà mình nè. Chưa đến 400 triệu mà sở hữu ngay mẫu Innova phơm mới đồng anh kim thì cả nhà biết chất lượng như thế này rồi. Đấy, em Trường cam kết cứng cho cả nhà mình là xe zin nguyên bản, không đâm ve, không tai nạn, không xô lệch, máy móc zin. Đấy, có nhiều đơn vị người ta bán hàng người ta không dám cam kết đâu, tại nó tránh nó né, nhưng em Trường nó thẳng vào luôn, xe zin nguyên bản là zin. Đấy, nó... xe rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, thấy chưa, cả nhà coi nè, màu đồng ánh kim đẹp thôi rồi luôn. Đấy, xe đẹp căng, nói không với tai nạn, đâm va ngập nước, nguyên zin nguyên bản. Cả nhà xem nè, những cái đường keo sùng chỉ của nó nè, đấy căng mọng luôn nha. Đấy, nói không với va chạm nè, lốp láp còn khá là ok. Đấy, gầm bệ thì miễn bàn, rất là dày luôn, 8 chỗ ngồi rộng rãi nhất, sấy sửa kiến nè. Đấy, sấy sửa kiến nè. Logo Toyota gạt mưa sâu, cảm biến lùi. Đấy, mọi thứ còn khá là đẹp. Đây, em chưa mở lên cốp cho cả nhà xem nè. Đinh bon là còn đầy đủ hết luôn nha cả nhà. Đấy, nghiêm chỉnh nè. Ốc ác đồ là chưa tháo luôn. Đấy, cả nhà thấy chưa? Đẹp tuyệt đối, ghế nỉ bên trong vẫn còn. Đấy, ghế nỉ bên trong vẫn còn nha anh em mình. Đấy, 8 chỗ ngồi rộng rãi nha. 8 chỗ ngồi rộng rãi. Trần nỉ bọc ni lông. Đấy, thấy chưa? Rồi, cả nhà coi nè, dàn gầm của nó nè, xe đẹp tuyệt vời, nó không với reset, nó không với mục một nha. Trường quay cận cảnh cho cả nhà mình xem luôn. Đấy, quý bà con, quý anh chị mua xe bên anh Trường là an tâm, vô bọng là sạch trơn, mới tinh luôn, đúng chưa? Không reset, không gì, mầm đúc luôn nha. Tuyệt vời chưa? Đấy, một chiếc xe như thế này mà cả nhà còn suy nghĩ lăn tăn đợi chờ gì nữa. Nhanh tay alo cho em Trường để sở hữu em nó. Nội thất của nó thì sở hữu một bộ ghế màu kem. Đấy, full phim cách nhiệt, ở trong nhìn ra rất là rõ nè, cả nhà thấy không? Ở trong nhìn ra rất là rõ, mà ở ngoài nhìn vào là không thấy nè. Đấy, dán đờ can kẻ xe luôn, cả nhà thấy không? Dán đờ can kẻ xe là biết chủ nhân của nó kỹ lưỡng như thế nào. Keo sùng chỉ nè. Đấy, bật chân cũng dán đờ can luôn. Bộ ghế thì màu kem. Đấy, có theo logo Toyota Hoàng Gia nè, đẹp tuyệt vời. Đó, cả nhà thấy chưa, logo nè. Đấy, rộng rãi thoải mái, 8 chỗ ngồi. Đấy, phi cơ mặt đất nè cả nhà, dòng MPV như thế này là quá tuyệt vời rồi. Cả nhà thấy không? Đấy, cả nhà coi nè, đó, tắp ly cửa nè, dán đờ can nè, những nút chỉnh cửa đồ còn khá là đẹp luôn cả nhà. Đấy, vô lăng của nó nè, đấy, phím, những cái phím khiển đồ còn khá là đẹp cả nhà. Vô lăng như thế này mà còn bàn gì nữa, gai văng của nè, tuyệt vời. Ốc bản lề nè, căng cứng luôn. Đấy, xe lốt hạt gỗ đồ rất là đẹp luôn. Màn hình loại xịn luxury luôn nè. Đấy, xe hai chế độ chạy nè, eco là tiết kiệm nhiên liệu nè, power max là tăng tốc nè, sấy sửa kiến nè, full hết luôn cả nha. Đấy, màn hình cam dê, cam hành trình đầy đủ hết luôn. Một chiếc xe như thế này mà giá chưa đến 400 triệu thôi, có 300 mấy chục triệu thôi, cụ thể là 390
cụ thể là chỉ có 395 triệu thôi cả nhà. Đấy, giá trên là quá rẻ rồi. Keo sùng chỉ của nó nè, khá là đẹp. Đấy, nó không có va chạm, nó không có đâm đụng nha. Lớp mới, phía trước thì còn khá là mới. Lớp nè, đấy, hai phanh trước là trang bị hai phanh đĩa nè, hai phanh sau là tan bố trống, phanh ABS chống phanh bố cứng của bốn bánh nha. Đăng kiểm khá là dài, đăng kiểm tới tháng 5 của năm 2025 luôn cả nhà. Đấy, có nghĩa là 2 năm nữa mới đăng kiểm lại nha. Đấy, một con xì quá chất luôn, chuẩn luôn, chạy tuyệt vời cho cả nhà mình. Đây, cái nhà cùng em nè, ngó quẹ khùng máy của nó nè. Đó, kêu sùng chỉ là muốn bạc. Đấy, đẹp tuyệt đối, nó không phải va chạm nha. Đấy, đình bồn của nó là nghiêm hết cả nha. Đấy, đình bồn của nó nè còn đầy đủ hết. Đấy, nó không quay về chạm nha. Xe đẹp, cả nhà coi nè. Những cái ốc ác lỗ của nó nè, đinh bon nè, còn nghiêm hết. Va chạm sẽ mất hết mấy cái đinh này nha. Trường quay cận cảnh cho cả nhà mình luôn. Đấy, phần ABS nè, đẹp chưa? Đấy, máy đẹp như thế này cơ mà. Sáng trưng luôn, em Trường rửa ra rồi nè, cả nhà thấy không? Sạch sẽ đánh dấu của nhà sản xuất rồi nè, thấy chưa? Ốc dàn cò còn nguyên hết luôn. Đấy, vô vọng sáng bưng. Đấy, Innova 2016 nha. Đấy, cả nhà coi những cái đinh bon của thanh tay vàng còn nguyên hết, đẹp tuyệt vời. Đấy, chiếc này thì em Trường để cho nhà mình với cái giá là 395 triệu bao rút cái hồ sơ gốc cho cả nhà. Giá trên đã mềm lắm rồi. Đấy, quý khách hàng quan tâm thì có lô trực tiếp cho em, dùng một số điện thoại thôi, 0972 147 247. Rất mong chờ tiếp đón quý khách hàng tại cửa hàng của mình nha. Em Trường có nhận thu mua trả đổi dòng ô tô đã quay sử dụng nha cả nhà.